tell me a story. Giờ không em? Mùi với răng đôi ê chị ơi vì bóng đêm chưa, chất gì chưa. Em quay video nha. Video gì? Hả? Video gì? Quay video. Không đủ, không đủ quay. Không. Không lấy điện thoại khác đi. Điện thoại khác có đâu? Có hẳn 3 cái kìa. Thế rồi, cứ quay hết. 3 cái của anh ấy. Rồi thì sẽ quay hết, không đủ. Thế em lấy gì chơi? Không cần chơi, chỉ biết chơi laptop. Không, laptop không đủ. Người ta kiếm tiền nhưng mày buồn cười nhỉ? Người ta chơi à? Em nó tốt quay. Cái kiểu ấy nhỉ? Ừ. Anh Đạt. Ê. Tôi chỉ lát chẳng mà. Mười đều có 700. Anh Đạt. Ừ quên đi du mà. Ờ. Yeah.
bó này là khổ cả. Dạ. Anh đi kiếm màu hồng với cả màu kia sao với nhau đẹp thế? Anh đi kiểu biển thế nhỉ? Anh ba! Bây giờ thì anh đang quay video cái trên cái máy quay nhỉ? Quay. Không thấy máy quay đang ở đằng sau à? Một to thế. Để một đêm bảng nhắm bảng giảm mát mát. Bye. Em xem cái video kia được bao nhiêu phút rồi? Đây. Em. Xem cái video đằng sau được bao nhiêu phút? Mấy giờ 30 thôi em? Cả hai cũng được 30 à? Ừ. Mày đùa tao đúng không? Được bao nhiêu phút rồi? Được 30 phút rồi. Bây giờ anh viết tự bản đi. Đang còn được cái lúc trước mình đi hát ấy, cái lúc mà nó được nhìn cười ấy, nó không đến ấy. Hả? Đang hoạt động ấy. Sao? Nó cười nó thì mình lên. Còn lúc cưới mình thì nó không sang. Và của em thế đúng không? Nó mời em đúng không? Đấy lúc mà mình lên hát là đánh nó về rồi đúng không? Thế nó không làm cái chuyện mình ấy. Lúc này nó còn chưa đi tù đâu ấy. Rồi thôi đám cưới anh nó chưa đi tù á. Uầy, lúc đấy đó, anh cần thấy nó còn gì. Nó về rồi. Rồi thì nó về rồi. Cái đợt mà mình cưới. Mình đi chơi ở trên đấy đồi đúng không? Ừ. Đi cùng đấy đúng không? Thì cái đợt mà mình cưới nó còn xuống không? Ừ. Lúc đấy nó còn chưa đi tù ấy. Nó mới đi thôi. Tức là lại mình nghĩ nó thả lỏng nó chừng mình. Thầy là thuê em, có phải là 1 giờ chứ? Anh
Được, 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 được. Chẳng bão là à không nghịch đấy con quay bác quay con đi. Mấy chưa sư dết nhớ là tí tối nó ỉn vui nhé. Là sống, là sống, được cuộc sống ta. Cưới cũng một mình. Em biết cái lúc đám cưới hoàng đậm mình giận không? Đấy em cầm dao ra định chứ anh ấy. Đấy cả cầm dao. Đấy cầm, cầm cái kéo ấy. Thôi cần cầm phong em. Không hiểu không? Từ đấy em mặc cái áo đỏ ấy. Từ đấy anh với em giận cái gì ấy nhỉ? Đấy nhỉ? Sao ấy? Kiểu em đợi anh lâu lâu ấy. Quá. Tôi đã bước qua trong nỗi đau thực tại.
Để xem cái gì ạ? Để xem mẹ đúng. Cái gì ạ? Để lung tung mấy. Coi dây từ với cái bát này nó bị nghiệt cháy nữa. Đúng không? 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 Đ